Học tiếng Anh cùng bạn. Hello, xin kính chào các bạn. Đây là cái video tuyệt vời mà ta sẽ học số đếm từ 1 đến 10. Đây là lesson thứ 8. Ta sẽ học số đếm nha. Thì các bạn bảo ôi dồi ôi, anh ơi học số đếm thì đơn giản dễ ăn. Đó. Từ 1 đến 10 em học từ ngày lên 3 tuổi rồi. Bố mẹ em đã dạy em từ ngày đấy rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là gì? Ôi dồi, đơn giản quá, đúng không? Nhưng mà mình sẽ nói các bạn này, 80% các bạn đọc sai 10 từ này nhá. 80% các bạn đọc sai 10 từ này, đọc không đúng đâu. Nếu bạn không tin nhá, nếu bạn không tin thì các bạn đọc và ghi âm, hoặc là đọc quay video gửi cho mình, quay video gửi hoặc up lên YouTube hoặc comment ra đây nhá, để cho mình nói. Và các bạn cứ lặng yên đi, bây giờ mình sẽ dạy các bạn đọc chuẩn 10 từ này. Đây, bây giờ các bạn nhìn vào đây, đây có phần phiên âm. Bây giờ các bạn nhìn vào phần viên âm là các bạn đọc đúng thì mình mới công nhận, chứ còn không thì đa phần là sai hết. Mình biết rồi, mình đã dạy hàng bao nhiêu các bạn mình hiểu hết. Thế nhá, cái từ đầu tiên, thứ nhất là số 1, chúng ta không đọc nó on. Số 1 không phải là on mà là oan. Đấy, mà là oan nhá, oan, oan. Đấy, vì đây là chữ V kép nhá, nó là V kép chứ không phải chữ O. Đấy, nhiều bạn sai lắm. One. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó đọc là one chứ không phải là nó on. Các bạn đọc là one two t. Các bạn đọc one two t, cái đây là one. Đấy, one. Đấy, nó là V kép, các bạn nhớ. Tiếp theo là two, dễ rồi, âm u dài là u, two, dễ rồi, đúng không ạ? Tiếp theo âm three thì rất nhiều người đọc sai luôn, vì đọc sai chữ thờ này thôi, chúng ta toàn đọc là three nhưng không phải là three. À, đặt lưỡi vào giữa hàm răng nhỉ, three, nó là three. Đấy, nó chỉ có gió thôi, cái chữ thờ này chỉ có gió thôi, three. Đấy, gọi như là three. À, nhớ ngân dài nhá, f là four, o dài, four, dễ đúng không? Four, các bạn đọc là four không phải, four đấy là có đây là in for, còn đây là for là o dài, để nó có chữ er này, đôi khi nó phát được cái chữ er, nó cảm giác từ for, nó dựng cảm giác từ for. Đấy, for. Đấy, tiếp theo từ file. Từ file này các bạn đọc từ file thì đúng rồi, nhưng mà thiếu chữ v, đa phần các bạn bỏ cái chữ v này, quên mất chữ v, là fiver nha. Five âm v đấy, nó chỉ gió thôi, five. Đấy, tiếp theo chữ six cũng vậy, chữ six là các bạn cũng bỏ chữ s đi luôn. À, six xì một cái, đúng không? Six. Đấy, six. Tiếp theo seven, các bạn đọc là seven. Đấy, seven thì cũng đúng nhưng mà nó không đúng lắm, bởi vì là trọng âm nó là âm thứ nhất, nên là các bạn đọc seven là hơi sai, bởi vì cái chữ vần nó sẽ to hơn cái chữ se, đúng không? Đọc là seven. Đấy, xe là cao hơn, vần là đi xuống. Các bạn nào đọc là xe vần thì là xe vần đi lên rồi, đúng không? Chứ vần mạnh hơn chứ xe là sai. Vậy thì chúng ta đọc là seven. Đấy, tiếp theo là eight. Các bạn đọc nhé, các bạn đọc eight thôi, eight không đúng, nó là eight. Đấy, tờ nhưng mà tờ là âm gió nhỉ, eight. À, đọc S không phải S, HIVS nha. À, mình bảo là các bạn sai mà. Tiếp theo là nine có chữ N cuối cùng, nine. Yeah. Tiếp theo là ten, N-10, dễ thôi. Thì các bạn đã bảo là ôi giời anh dạy phức tạp thế, em có đọc 1 2 3 4 5 6 7 người ta vẫn hiểu hết, anh cứ đọc làm sao phải khó khăn thế. Cứ cho là các bạn là các bạn đọc thế nó còn dễ hiểu đi, dễ nhớ, ok không sao cả. Nhưng mà mình muốn nói các bạn là cố gắng đọc chuẩn được thì tốt nha. Đấy, cùng nhau đọc này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
Đấy, các bạn sẽ thấy là mình đọc sẽ rất khác các bạn nhá. Bảo ô sao tôi 1 đến 10 anh đọc cái đêm đấy cứ hơi khác khác. Nó khác hẳn chứ không phải hơi khác khác nhá. Thì là nó có cách của nó. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ghi âm, người ta ghi âm máy đọc. Tape script 1.11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok, thôi thì nếu nó cũng dễ, bắt lỗi các bạn mãi nó cũng không vui đúng không? Ta ra sang bài tiếp theo đi. Bài tiếp theo là ôn tập bài trước thôi. Ở đây là cho ta 10 cái bức tranh. Yeah, 10 bức tranh nhé. Và cho ta điền vào các từ mà ta học cái bài trước, cái new word, cái vocabulary là cái bài trước mà ta học đấy. Ta điền vào đây. 1 2 4 5 6 7 8 10. Ở đây nó có từ sandwich, đúng không ạ? Sandwich, đấy. Books, sách, bag là túi, computer là máy tính, house là ngôi nhà, hamburgers là cái bánh hamburger để ăn, camera là cái điện, là cái máy ảnh, photograph là cái bức ảnh, car là cái xe ô tô, còn cái student, student là sinh viên học sinh, người ta học một cái từ duy nhất trong cái bài này là bài mới, à từ mới là từ student. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có cái từ student nhá. Bạn nhớ này, đôi khi ta đọc cái từ này steel thì đôi khi ta đọc là steel thì là ta âm anh nhá. Steel thì là âm anh. Đấy. Đấy, nên cho nên các bạn đọc student hay student đều đúng hết nhá. Student hoặc student đều đúng hết, đúng không ạ? Thì nó có nghĩa là học sinh sinh viên. Đấy. Thì ta không phải bắt bẻ nhau gì, rất dễ thôi. Thì ở đây bài này yêu cầu là ta điền số 1 2 4 5 6 7 8 9 10 vào đây. Đấy. Ví dụ đây có 10 cái sandwich, nó điền ta rồi 10 cái bánh để ăn. Mới sandwich tên là 10 sandwich. Yêu cầu các bạn là viết chữ, không được viết số nhá, để các bạn nhớ cái mặt chữ. Đây là nó có hai quyển sách, chữ tu viết thế nào viết vào đây ngay, viết vào đây chữ tu ngay chứ không được viết số nhá. Còn viết số 2, viết số 2 thì dễ rồi. Tiếp theo ta nhìn thấy sáu cái cặp. Đấy, 6 này là 6, bạn viết từ 6 vào đây. Để nhớ mặt chữ nhá, chứ không bị được không viết số đâu. Tiếp theo là computer. Đấy. Để có 5 cái computer, 5 cái thì là 5 computer, viết chữ 5 vào đây. Four house, viết số 4 vào đây. Viết 4 ngôi nhà ở đây. Đừng viết số 4 nha, không là viết số mà phải viết chữ. Chữ four ở đây. Four house để các bạn nhớ được cái mặt chữ. Đọc đã che đi rồi, các bạn phải cố tự nhớ ra. Nên là các bạn phải, đây là các bạn dừng cái video lại, cảm thấy là khó các bạn phải dừng video lại và lấy một tờ giấy bút vở làm ra một cảnh vở khác nha, làm ra một cảnh vở khác. Tiếp theo là hamburgers. Hamburger là 7 cái. Là 7 hamburger. Tiếp theo camera. Camera các bạn đếm đi, 2 4 6 8 cái. Đó. Sẽ là 8 cameras. 8 cameras. Rồi, sau đó sẽ đến photograph. Photograph này có 9 cái photograph, còn có 9 photograph. Tiếp theo có 3 cái xe con, 3 cái xe ô tô con. Sẽ là 3 car. Tiếp theo là có 10 thằng học sinh, 10 thằng sinh viên. Đấy. Thì nó giống như là 10 cái sandwich đúng không ạ? Hèn. Dễ thôi. Ok. Vậy thì bài này sẽ kết thúc ở đây. Rất dễ đúng không ạ? Các bạn điền được thì rất dễ. Đây các bạn nhìn lại đi. Nhìn lại và điền vào nha. Nhìn lại và điền vào. Đấy. Viết thật chậm và viết thật đẹp nha. Thì các bạn nhớ được cái mặt chữ, quan trọng là đọc thì dễ nhưng mà viết ra mới khó. Nhà luyện viết đấy, luyện nói luyện hết nha. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ gặp nhau trong cái bài tiếp theo. Thứ ba là bài số 2 nhé. Bài số 2 bài khó hơn một chút. Để đất nước. Ok các bạn.